một man bằng bao nhiêu tiền Việt? Nếu bạn đang có định hướng du học, định cư hoặc làm việc tại Nhật Bản thì đây là câu hỏi mà bạn nên quan tâm. Nội dung bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được man là gì trong hệ thống tiền tệ của Nhật, một man bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, cập nhật tỷ giá mới nhất của đồng yên Nhật hôm nay là bao nhiêu. Cùng bản tin kinh tế hàng ngày tìm hiểu nhé. Tìm hiểu hệ thống tiền tệ Nhật Bản. Nếu như Việt Nam đã không còn sử dụng tiền xu thì Nhật Bản vẫn còn tồn tại hai hình thức tiền xu và tiền giấy. Thông tin cơ bản về hệ thống tiền tệ của Nhật như sau. Tên tiếng Anh, Japanese Yen, viết tắt, JPY, hình thức là tiền kim loại và tiền giấy. Trong đó, tiền xu tiền kim loại bao gồm các mệnh giá 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên. Tiền giấy bao gồm các loại mệnh giá 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên, một man. Đồng man là gì? Yên Nhật JPY là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức tại Nhật Bản, những chúng ta còn thường nhắc đến một số tên gọi khác như lá, sen, man Nhật. Các thuật ngữ này được đặt bởi các du học sinh đang học tập tại xứ sở hoa anh đào, Nhật Bản. Đồng yên Nhật được đánh giá là một trong những đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới hiện nay. Đồng man, đồng yên Nhật cũng được xem là đồng tiền có giá trị cao nhất tại Nhật. Và đây cũng được xem là đơn vị tiền tệ có mật độ sử dụng nhiều tại các quốc gia sau đồng USD và Euro. Có bao nhiêu mệnh giá đồng man đang lưu hành? Hiện tại Nhật Bản đang phát hành và cho lưu thông hai loại tiền chính, đó là tiền xu và tiền giấy. Dưới đây là một số mệnh giá của đồng tiền Nhật đang lưu thông trên thị trường. Tiền kim loại: 1 yên Nhật Bản, 5 yên Nhật Bản, 10 yên Nhật Bản, 50 yên Nhật Bản, 100 yên Nhật Bản, 500 yên Nhật Bản. Tiền giấy: 1.000 yên Nhật Bản, 2.000 yên Nhật Bản, 5.000 yên Nhật Bản, 10.000 yên Nhật Bản, một man bằng bao nhiêu yên? Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật, nhưng chúng ta thường nghe đến lá, sen, man Nhật. Thực tế, các thuật ngữ này xuất phát từ cách gọi của các bạn thực tập sinh, du học sinh Nhật Bản. Về mặt giá trị, sen và man, lá có giá trị cao hơn yên. Cách quy đổi tỷ giá một man Nhật một lá ra yên Nhật hay sen Nhật cũng như quy đổi ra tiền Việt rất đơn giản. Cụ thể như sau, 1 sen Nhật bằng 1.000 yên Nhật. Tìm hiểu 1 triệu yên bằng bao nhiêu tiền Việt. 1 man Nhật bằng 10.000 yên Nhật. 1 man Nhật bằng 10 sen Nhật. 1 lá bằng 1 man bằng 10 sen bằng 10.000 yên Nhật. 1 man Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam, VND. Rất dễ để bắt gặp những câu hỏi như 1 man Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt, 1 man là bao nhiêu tiền Việt, 2.000 man bằng bao nhiêu tiền Việt. Chúng ta thường được nghe về yên Nhật, sen Nhật, man Nhật, nhưng cách quy đổi giữa ba loại tiền này như thế nào bạn biết chưa? Khá đơn giản thôi, không có gì khác biệt nhiều so với tiền Việt đâu. Cách chuyển đổi man Nhật sang tiền Việt Nam như sau: 1 man bằng 10.000 yên. Đồng man được xem là tiền giấy có mệnh giá lớn nhất trong mệnh giá tiền tệ của Nhật Bản. Theo cập nhật giá man hôm nay 7 tháng 2 năm 2023 mới nhất thì 1 yên Nhật Bản bằng 177.05 đồng Việt Nam. 1 man bằng 10.000 yên Nhật Bản bằng 1.770.500 đồng Việt Nam. Cách chuyển đổi đồng man sang tiền Việt. Sau đây là một số cách chuyển đổi tiền man sang VND nhanh và chính xác nhất hiện nay được sử dụng phổ biến. Cách 1, đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng đổi tiền man sang Việt. Cách 2, sử dụng công cụ tìm kiếm Google để quy đổi man Nhật sang tiền Việt bằng cách nhập từ khóa 1 man tiền Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt để lấy kết quả tra cứu. Cách 3, đổi man to VND bằng công cụ chuyển đổi trên các website. Cách 4, đổi tiền tệ qua một số app ứng dụng trên điện thoại. Đổi man sang VND ở đâu uy tín, giá tốt? Để đổi từ tiền Nhật sang tiền Việt hoặc ngược lại, bạn có thể đến bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào gần nhất để thực hiện việc chuyển đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng áp dụng mức tỷ giá khác nhau, do đó trong trường hợp bạn đổi số lượng nhiều, cần so sánh tỷ giá để tiết kiệm hơn. Cụ thể như sau. 1. Đổi tiền Việt sang tiền Nhật VND to JPY. Để đổi tiền Việt sang yên Nhật hay man Nhật, bạn nên đến đổi tiền trực tiếp tại các ngân hàng sẽ đảm bảo uy tín nhất. Bạn hãy theo dõi kỹ bảng tỷ giá ở trên để so sánh tỷ giá mua vào bán ra của các ngân hàng để lựa chọn giá tốt nhất. 2. Đổi tiền Nhật sang tiền Việt JPY to VND. Mặc dù khách hàng rất dễ để mua tiền Nhật, tuy nhiên việc đổi tiền Nhật sang tiền Việt lại rắc rối hơn một chút, nhất là với giao dịch lớn. Ngân hàng sẽ yêu cầu bạn xác nhận có đi sang Nhật hay không thông qua vé máy bay, giấy báo nhập học của các trường bên Nhật đối với du học sinh, hợp đồng xuất khẩu lao động. Lúc này khách hàng mới được giao dịch với số lượng lớn.
Còn nếu muốn đổi ngay tại Nhật thì khách hàng chỉ cần mang hộ chiếu là đủ. Chẳng hạn, nếu bạn đang muốn bán tiền Yên Nhật sang VND thì Bảo Việt, Maritime Bank hay SCB là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu bạn muốn mua vào thì Nam Á, Đông Á hay ACB là quyết định phù hợp. Một số lưu ý khi đổi đồng man sang tiền Việt. Khi chuyển đổi tiền man sang tiền Việt, khách hàng nên lưu ý một số điểm dưới đây. Cần theo dõi và tham khảo tỷ giá tiền man Nhật tại các ngân hàng để có thể quy đổi với tỷ giá tốt nhất. Mỗi địa điểm bạn lựa chọn sẽ có tỷ giá khác nhau nên việc tham khảo trước các tỷ giá ở nhiều địa điểm sẽ giúp bạn có thể so sánh và chọn được mức giá tốt nhất cho mình. Để phòng ngừa rủi ro đổi phải tiền giả thì bạn nên ghi nhớ một số cách Nhật biết tiền Nhật thật như: tiền thật thường có màu vàng nhạt và với mệnh giá càng cao thì độ vàng cũng càng đậm. Loại mực được in trên tiền thật sẽ tạo ảnh có phản quang khi được soi bằng ánh sáng tím. Và chúng sẽ kho thấm nước hơn và tờ tiền cũng cứng hơn. Một số câu hỏi khi đổi man Nhật sang tiền Việt. 1. 10 man bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 10 man bằng 21.571.460 VND, tức là 21.571.460 đồng. 2. 20 man bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 20 man bằng 43.142.920 VND, tức là 43.142.920 đồng. 3. 11 man bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 11 man bằng 21.571.460 VND, tức là 21.517.460 đồng. 4. 13 man bằng bao nhiêu tiền Việt? 13 man bằng 28.042.898 VND, tức là 28.042.898 đồng. 5. 16 man bằng bao nhiêu tiền Việt? Một man to VND thì một man bằng 2.157.146 VND, từ đó 16 man Nhật bằng 34.514.336 VND. 6. 15 man bằng bao nhiêu tiền Việt? Một man bằng 2.157.146 VND. 15 man bằng 35.257.190 VND, tức là 35.257.190 đồng. 7. 19 man bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Một man bằng 2.157.146 VND. 19 man bằng 40.985.744 VND, tức là 40.985.744 đồng. 10. 5.000 man bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 5.000 man bằng 10.785.730.000 VND, tức là 10.785.730.000 đồng. Cách nhận biết tiền man Nhật như thế nào? Để phòng ngừa rủi ro đổi phải tiền giả, bạn nên ghi nhớ một số cách nhận biết tiền Nhật thật như sau. 11. Tiền Yên Nhật thường có màu vàng nhạt. Mệnh giá đồng tiền càng cao thì độ vàng cũng càng đậm. Mực được in tạo ảnh có phản quang khi được soi bằng ánh sáng tím. Kho thấm nước tờ tiến cứng. 12. Ngân hàng nào bán man Nhật giá thấp nhất hôm nay? Theo tỷ giá đồng Yên Nhật Bản mới nhất thì ngân hàng Đông Á Banh là ngân hàng có tỷ giá đồng Yên thấp nhất với 1 Yên bằng 223 đờ, tương đương với 1 man bằng 230.000 đờ, man. 13. Bán đồng man tại ngân hàng nào giá cao nhất? Việt Banh là ngân hàng hàng có tỷ giá chuyển đổi man cao nhất trên thị trường với giá 1 man bằng 201.600 đờ, man, tức là 2.209.000 đồng. 14. Đổi tiền man Nhật ở tiệm vàng, trang sức có bị phạt không? Hiện tại, nhà nước chỉ cho phép một số tiệm vàng, bạc, trang sức kinh doanh đổi tiền ngoại tệ mà không bị phạt. Do đó bạn nên lựa chọn tìm hiểu trước khi đến để thực hiện giao dịch. Nhật Bản là một quốc gia có nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Do đó tiền tệ của Nhật cũng được xếp vào hạng phổ biến và có giá trị. Nếu bạn đang quan tâm một man Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt, thì video này đã giúp bạn trả lời câu hỏi đó rồi.